Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 44. Hỡi Đức Chúa Trời, lỗ tai chúng tôi có nghe, tổ phụ chúng tôi đã thuật lại công việc Chúa đã làm trong đời họ buổi ngày xưa. Chúa dùng tay mình đuổi các dân tộc ra, song lại tài bồi tổ phụ chúng tôi. Chúa làm khổ cho các dân nhưng lại làm cho tổ phụ chúng tôi lan ra. Vì họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu, bèn nhờ tay hữu Chúa, cánh tay Chúa và sự sáng mặt Chúa, vì Chúa làm ơn cho họ. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là vua tôi, cầu Chúa ban lệnh giải cứu Gia-cốp. Nhờ Chúa chúng tôi sẽ xô đổ cừu địch chúng tôi. Nhân danh Chúa, chúng tôi dày đạp những kẻ dí nghịch cùng chúng tôi. Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cừu địch chúng tôi, làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Song nay Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm cho chúng tôi bị nhuốc nhơ. Chúa chẳng còn đi ra cùng đạo binh chúng tôi nữa. Chúa khiến chúng tôi lui lại trước mặt cừu địch, và kẻ ghét chúng tôi cướp lấy của cho mình. Chúa đã phó chúng tôi khác nào chiên bị định làm đồ ăn, và đã làm tán lạc chúng tôi trong các nước. Chúa đã bán dân sự Chúa không giá chi, và đánh giá chúng nó chẳng cao. Chúa làm chúng tôi thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng tôi, làm đồ nhạo báng và một sự chê cười cho những kẻ ở chung quanh. Chúa làm chúng tôi nên tục ngữ giữa các nước. Trong các dân, ai thấy chúng tôi bèn lắc đầu. Cả ngày sự sỉ nhục ở trước mặt tôi, sự hổ ngươi bao phủ mặt tôi, tại vì tiếng kẻ sỉ nhục mắng chửi, và vì cớ kẻ thù nghịch và kẻ báo thù. Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi, song chúng tôi nào quên Chúa, cũng không bội nghịch giao ước của Chúa. Lòng chúng tôi không thối lại, bước chúng tôi cũng không trớ khỏi lối Chúa. Dù vậy, Chúa đã bẻ nát chúng tôi trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng tôi bằng bóng sự chết. Nếu chúng tôi có quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi, hoặc giơ tay mình hướng về một thần lạ, Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao? Vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Thật, vì Chúa mà hằng ngày chúng tôi bị giết, chúng tôi bị kể như con chiên dành cho lò cạo. Hỡi Chúa, hãy tỉnh thức, nhưng sao Chúa ngủ? Hãy trỗi dậy, chớ từ bỏ chúng tôi luôn luôn. Cớ sao Chúa giấu mặt đi, quên nỗi hoạn nạn và sự hà hiếp chúng tôi? Vì linh hồn chúng tôi bị phục dưới bụi tro, thân thể chúng tôi dính vào đất. Xin Chúa hãy trỗi dậy mà giúp đỡ chúng tôi, hãy vì sự nhân từ Chúa mà chuộc chúng tôi. Chương 6. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc, thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bô-cô-rơ, Nicanor, Timôn, Ba-mê-na và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giu-đa, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Ê-tiên được đầy ơn và quyền,
làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở Siren, người quê ở Alexander, cùng người Juda ở xứ Silici và xứ Asi nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người, cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Bèn xúi xỉn mấy người đặng nói rằng: chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúng xúi dân sự, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và điệu đến trước tòa công luận. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối nói rằng: người này hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chính chúng ta đã nghe người nói rằng: Jesus ở Nazareth này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bây giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Chương 16. Sau khi hai con trai của A-rôn chết trong lúc đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Ngài phán cùng Môi-se mà rằng: hãy nói cùng A-rôn anh ngươi, chớ và luôn luôn trong nơi thánh ở phía trong bức màn trước nắp thi ân trên hòm bảng chứng, e người phải chết chăng? Vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân. Này, A-rôn sẽ vào nơi thánh như vậy. Người phải bắt một con bò đực tơ dùng làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. Người sẽ mặc áo lá trong thánh bằng vải gai, thân dưới mặc một cái quần bằng vải gai, thắt một đai bằng vải gai và đội trên đầu một cái mão bằng vải gai. Ấy là bộ áo thánh mà người sẽ mặc lấy khi đã tắm mình trong nước. Do nơi hội chúng Israel, người sẽ bắt hai con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Kế đó, người phải bắt hai con dê đực đem để trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc. Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-sa-sên. A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần A-sa-sên sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng, đặng nó về A-sa-sên. Vậy, A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình là con sinh tế chuộc tội, giết nó làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Đoạn, lấy lư hương đầy than hực đỏ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va và một vốc hương bột mà đem vào phía trong bức màn. Người phải bỏ hương trên lửa trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho ngọn khói hương bao phủ nắp thi ân ở trên hòm bảng chứng, thì người không chết. Người cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón tay rải trên nắp thi ân về phía đông và rải 7 lần về phía trước nắp thi ân. Đoạn, người giết con dê đực dùng về dân chúng làm của lễ chuộc tội, đem huyết nó vào phía trong bức màn, dùng huyết con dê đực đó cũng như đã dùng huyết con bò tơ, tức là rải trên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy. Người vì cớ sự ô uế, sự vi phạm và tội lỗi của dân Israel phải làm lễ chuộc tội cho nơi thánh và cho hội mạc ở giữa sự ô uế của họ. Khi thầy tế lễ vào đặng làm lễ chuộc tội nơi thánh cho đến khi người ra, thì chẳng nên có ai ở tại hội mạc. Vậy người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình, cho nhà mình và cho cả hội chúng Israel. Đoạn, người ra đi đến bàn thờ ở trước mặt Đức Giê-hô-va đặng làm lễ chuộc tội cho bàn thờ. Người lấy huyết con bò tơ đực và con dê đực bôi chung quanh những sừng của bàn thờ, rồi dùng ngón tay rải huyết 7 lần trên bàn thờ, làm cho bàn thờ nên sạch và thánh vì cớ những sự ô uế của dân Israel. Khi thầy tế lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia. A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy,
con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Israel ra nơi hoang địa. A-rôn sẽ trở vào hội mạc, cởi bộ áo bằng vải gai mình đã mặc đặng vào nơi thánh và để tại đó, rồi lấy nước tắm mình trong một nơi thánh, mặc áo lại, đi ra, dâng của lễ thiêu về phần mình và của lễ thiêu về phần dân chúng, đặng làm lễ chuộc tội cho mình và cho dân chúng. Người cũng phải lấy mỡ của con sinh tế chuộc tội mà xông trên bàn thờ. Người nào dẫn con dê đực về phần Asa-sen phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, đoạn mới sẽ được vào trại quân. Nhưng người ta phải đem ra ngoài trại quân con bò tơ đực và con dê đực đã dâng lên làm của lễ chuộc tội mà huyết nó đã đem vào trong nơi thánh đặng làm lễ chuộc tội, rồi phải lấy da, thịt và phẫn của hai thú đó mà đốt trong lửa. Kẻ nào đứng đốt phải giặt quần áo mình, tắm mình trong nước, đoạn mới được vào trại quân. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi. Đến mùng 10 tháng 7, các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kỳ người bản xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh sạch. Chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. Ấy sẽ là một lễ sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình. Đó là một lễ định đời đời vậy. Thầy tế lễ đã được phép sức dầu và lập làm chức tế lễ thế cho cha mình, sẽ mặc lấy bộ áo vải gai, tức là bộ áo thánh mà làm lễ chuộc tội. Người sẽ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc, cho bàn thờ, cho những thầy tế lễ và cho cả dân của hội chúng. Mỗi năm một lần phải làm lễ chuộc tội cho dân Israel, đặng làm cho sạch các tội lỗi của chúng. Ấy sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi vậy. A-rôn làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Chương 17. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng A-rôn, các con trai người và cùng cả dân Israel rằng: Này là lời Đức Giê-hô-va phán dặn: Nếu một người nam trong nhà Israel giết một con bò, một con chiên con hoặc một con dê trong trại quân hay là ngoài trại quân, chẳng đem đến cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va trước đền tạm của Ngài, thì huyết sẽ đổ tội về người. Người đã làm đổ huyết ra nên sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Ấy, hầu cho dân Israel lấy của lễ mình giết ngoài đồng, dẫn đến thầy tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc đặng dâng lên làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ rưới huyết con sinh trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va để tại cửa hội mạc và xông mỡ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Dân Israel cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỷ nữa mà thông dâm cùng nó. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho họ trải qua các thế đại. Vậy, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Phàm người nào trong vòng dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ dâng một của lễ thiêu hay là một của lễ chi mà chẳng đem đến tại cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Phàm người nào của nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, trút nó khỏi dân sự mình. Vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết, ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình, vì nhờ sinh mạng mà huyết mới chuộc tội được. Bởi cớ đó ta phán cùng dân Israel rằng: Trong vòng các ngươi không ai nên ăn huyết, kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi cũng không nên ăn huyết. Còn nếu ai, hoặc dân Israel hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa họ, đi săn được một con thú hay là con chim ăn thịt được, thì phải đổ huyết nó ra rồi lấy bụi đất lấp lại, vì sinh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết nó, trong huyết có sinh mạng. Bởi cớ ấy ta đã phán cùng dân Israel rằng: Các ngươi không nên ăn huyết của xác thịt nào, vì sinh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết nó, ai ăn sẽ bị trút diệt. Hễ người nào hoặc sinh đẻ tại xứ hoặc kẻ khách ăn thịt của một con thú chết hay là bị xé, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, bị ô uế đến chiều tối, đoạn được tinh sạch lại. Còn nếu người không giặt quần áo và không tắm thì sẽ mang tội mình. Chương 18. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.
Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm, hoặc tại xứ Ai Cập là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Canaan là xứ ta dẫn các ngươi đi đến. Chớ đi theo thói tục họ. Các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vậy hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ một ai trong vòng các ngươi đến gần cùng người nữ bà con mình đặng cấu hiệp. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ cấu hiệp cùng mẹ mình, bằng cấu hiệp tức làm nhục cho cha mình. Chớ cấu hiệp cùng kế mẫu, bằng cấu hiệp ấy làm nhục cho cha mình. Chớ cấu hiệp cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, hoặc sinh tại trong nhà, hoặc sinh ở ngoài. Chớ cấu hiệp cùng cháu gái, hoặc cháu gái nội, hoặc cháu gái ngoại, bằng cấu hiệp ấy là gây nhục cho mình. Chớ cấu hiệp cùng con gái của kế mẫu, bởi cha mình sinh ra, vì là em gái ngươi. Chớ cấu hiệp cùng chị em của cha ngươi, vì là cốt nhục của cha ngươi. Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ ngươi, vì là cốt nhục của mẹ ngươi. Chớ cấu hiệp cùng bác gái hay thím ngươi, bằng cấu hiệp ấy là gây nhục cho anh em của cha ngươi. Chớ cấu hiệp cùng dâu ngươi, vì là vợ của con trai mình. Chớ cấu hiệp cùng chị dâu hay em dâu người, nếu cấu hiệp ấy làm nhục cho anh em ngươi vậy. Chớ cấu hiệp cùng một người đàn bà luôn với con gái của người đàn bà nữa. Chớ lấy cháu gái nội ngươi hoặc cháu gái ngoại ngươi đặng cấu hiệp cùng họ. Chúng nó đều là cốt nhục gần. Làm vậy ấy là một việc ác dục. Chớ lấy vợ luôn với chị em người mà cấu hiệp cùng nó gần bên vợ chánh mình đang khi người còn sống, e khi sanh ghen tương. Trong lúc người nữ có kinh nguyệt, chớ đến gần mà cấu hiệp. Chớ nằm cùng vợ người lân cận mình mà gây cho mình bị ô uế với người. Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Moloch. Chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ nằm cùng một người nam nhưng người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự quái gớm. Chớ nằm cùng một con thú nào mà gây cho mình bị ô uế với nó. Một người đàn bà chớ nằm cùng thú vật nào, ấy là một sự quái gớm. Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế. Bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. Đất vì chúng nó mà bị ô uế, ta sẽ phạt tội ác nó. Đất sẽ mửa dân nó ra vậy. Còn các ngươi, hoặc dân bản xứ, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Đừng làm một trong những điều quá gớm này. Vì những điều quá gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm, và đất vì cớ đó phải thành ô uế. Vậy, chớ làm đất thành ô uế. E khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư trú tại xứ trước các ngươi chăng? Vì, phàm ai làm một trong những điều quá gớm ấy, sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi. Và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy,
đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.